Đây là trò chơi quay số. À, bạn chỉ cần bỏ 10.000, bạn cứ quay thoải mái. Thì trúng số nào thì được trúng số 7 được 7 cây đi. Số 2 là được 2 cây đúng không? Đúng không? Bây giờ mình sẽ quay đây. 10.000 một lần quay. Nó quay rồi đó. Rồi quay đi. Đây giới thiệu. Nè. 10.000 một lần quay. Thì nếu bạn quay trúng số 9 thì được 9 cây, 10 số 10 được 10 cây. Nếu quay trúng số 2 được 2 cây. Rồi quay đi. Đây. Chú mời. Cái này kẹo kéo. Chú mời. Ở này tới sáng này rồi, có cái kéo. Quay dữ quá. Nè mình trời, nó chóng mặt luôn á. Mà làm cho nó chậm lại. Rồi, nào bỏ cơ, bỏ chiếc nhẫn lên số 10 ơi. Thổi. Ừ đúng rồi, thổi. Có gì kỳ vậy? Số 0 là 1 cây á. Số 0 thì được 1 cây. Chơi cho vui thôi. Ăn ngập mặt rồi. Dễ gì? Dễ gì ăn của ngoài hả con? Đâu có dễ ăn của ngoài nha mấy đứa. Sợ nó cắn. Nè. Thử lại nha. Hồi nãy ăn kẹo chỉ đi nó mềm. Được mà cái vòng này là bao khoảng 100 ô đi thì chỉ được có 10 ô thôi. Đó, dễ ăn cũng ngoài lắm hả con. Ngoài giờ ăn con cho con nha. Con ăn đi. Hồi nãy ăn kẹo chỉ đi nó mềm. Đúng rồi. Chúc mừng. Chúc mừng. Ba cây.